Tin nóng trong ngày, cây phượng bật gốc, một học sinh bị đè chết, hàng chục em bị thương. Kính thưa quý vị, vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm qua, một cây phượng vĩ trong sân trường trung học cơ sở Bạch Đằng đã bất ngờ bật gốc đổ sập, khiến cho 18 em học sinh bị thương. Trong đó, một em không may đã tử vong. Theo ông Nguyễn Vạn Phúc, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cây phượng này được trồng từ năm 1996, thường được cắt tỉa khi đến mùa mưa. Sự việc diễn ra khiến nhà trường rất bất ngờ vì cây lá còn tươi tốt và nhà trường vừa tỉa cành bón phân cho cây. Thì nó phải nói tình hình của tôi nhìn nếu mà các anh chị đến trường mình nhìn cái bề ngoài của cái cây thì rõ ràng là mình không có nghĩ là cái cây mình sẽ đổ, mà nó ở phía ngoài rất là tươi tốt, rồi cây lá thì nó cũng rất là xanh, hoa cũng đang thao hoa nữa. Và khi đổ xuống thì chúng tôi trích xuất camera của trường lại thì cái cây đổ nó cũng rất là bất ngờ, thì nó đổ xuống số em nó đang ngồi ăn sáng ở phía trước nên cái nhóm em này học chung vô một lớp, là lý do là nó đổ ngay cái vị trí lớp nó đang ngồi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 cho hay, tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn Aito, một em chấn thương nhẹ, còn 3 em được mổ xương hiện đã ổn. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, 5 em được thăm khám ổn và cho về, 3 em còn lại bị gãy chân hoặc bị ảnh hưởng cột sống đang chờ mổ. Còn tại Bệnh viện quận 3, 5 học sinh chỉ bị xây xát nhẹ. Riêng em học sinh Nguyễn Trung Kiên, lớp 6, đã mất trong lúc chuyển sang Bệnh viện An Sinh. Theo đó, gia đình em thuộc hộ cận nghèo của quận, đặc biệt mẹ em mới sinh con nhỏ chỉ 3 ngày trước, phải nằm băng ca đến nhìn con lần cuối. Cha của em chia sẻ, 7 giờ kém, tôi nhận được cuộc điện thoại của cô giáo chủ nhiệm thông báo con bị tai nạn. Lúc đó hoảng lắm, nhưng tôi chỉ nghĩ là trẻ nghịch ngợm, xô đẩy nhau. Chạy vội vã đến Bệnh viện An Sinh, thấy hàng chục bác sĩ đang vây xung quanh, bác sĩ liên tục tạo nhịp tim cho con. Lúc đó mới giật mình nhận ra, con bị thương nặng. Tôi vẫn luôn mong có một phép màu xảy ra, nhưng điều đó là không thể. San TV xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình em học sinh không may gặp nạn. Hy vọng rằng gia đình em sẽ sớm vượt qua nỗi đau này. Thưa quý vị, sự việc này chưa bao giờ xảy ra tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng qua đó, các ban ngành đoàn thể cũng như là các cơ sở giáo dục sẽ tăng cường rà soát lại cơ sở vật chất để tránh xảy ra các tai nạn như trên. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.